Những ngày cuối năm, ngược lên vùng đất Kỳ Sơn của Nghệ An, đã thấy không khí đón Tết của bà con vùng dẻo cao. Phiên chợ vùng biên, các mặt hàng đã trở nên phong phú, đa dạng. Nhiều nhất là các mặt hàng nông thổ sản được đem trao đổi, mua bán. Lợn đen, gà đen, các loại rau củ quả. Những món hàng được bà con trao đổi, mua bán để chuẩn bị cho cái Tết của mình. Còn trong bếp của các gia đình, những sản vật, món ngon đặc trưng của mỗi dân tộc đều là thứ không thể thiếu. Trong đó có món thịt bò ràng, sản phẩm truyền thống và ngon nức tiếng của người Thái ở Kỳ Sơn. Ràng trong tiếng Thái có nghĩa là thịt hong khô gác bếp. Ngày xưa, người Thái áp dụng phương thức này để bảo quản, giữ thức ăn dành cho những ngày mưa hay mùa đông giá rét. Vào gia đình nào cũng đều bắt gặp thứ thịt ràng ám khói gác bếp. Không chỉ thịt bò mà nhiều loại thịt động vật khác như thú rừng, lợn, trâu, cá đều được ràng trên bếp hong khô để làm thực phẩm. Năm nay 80 tuổi, đã đi gần trọn đời người. Nhưng mỗi khi nhắc đến món ăn truyền thống của dân tộc mình, cụ Lương Thị Chất đều không quên. Cách làm thịt ràng học từ mẹ đã theo cụ về nhà chồng từ ngày còn là thiếu nữ. Người Thái ta đã biết làm món thịt ràng từ lâu rồi. Ngày xưa con thú trên rừng nhiều lắm. Mỗi khi săn bắn được, ăn không hết thì gác bếp để làm thức ăn dự trữ dài ngày. Con cá bắt được dưới sông suối cũng đưa ràng lên bếp. Chỉ có người trong gia đình mới được ăn, hoặc khách quý đến chơi nhà thì đem ra thiết đãi. Cách chế biến thịt bò ràng để ăn cũng thật đơn giản. Đem những thỏi thịt bò nướng qua than nóng, dùng chày đập dập, xé nhỏ rồi chấm với tương ớt ăn. Trong thời tiết rét đậm vùng cao cuối năm, bên bếp lửa nhà sàn thưởng thức món thịt bò ràng mới cảm nhận được như thế nào là khách quý. Hương thơm và vị ngọt của thịt bò cùng với mùi khói bếp quyện vào tạo vị ngon thật đậm đà, khó tả. Trong ẩm thực của đồng bào Thái, mỗi món ăn là cả một công thức đòi hỏi sự kỳ công, tinh tế từ phía người làm lẫn cảm thụ của người ăn. Nhưng với món thịt ràng, theo cụ Bình là đơn giản nhất, dễ làm nhất, ngon và lạ với những ai chưa một lần thử qua. Làm thịt bò ràng truyền thống đơn giản lắm, không cầu kỳ như bây giờ. Nguyên liệu chỉ có thịt bò, thịt lợn, cả thú rừng nữa, đem ướp với muối trắng, sau đó đem gác bếp hong khô để ăn. Trong đó, bò ràng là ngon nhất. Không chỉ bó hẹp trong bữa ăn của mỗi gia đình, sản phẩm bò ràng ngày nay có mặt trên thị trường. Gia đình chị Lương Thị Mai là một trong số các cơ sở sản xuất thịt bò ràng có quy mô ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Kế thừa từ mẹ là cụ Chất. Gần 15 năm qua, chị đã làm bò ràng hàng hóa để phục vụ nhu cầu của thị trường. Trong quy trình sản xuất bò ràng, phải trải qua rất nhiều công đoạn và tuân thủ các nguyên tắc nhất định. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến sơ chế, tẩm ướp gia vị, thời gian chờ, hong khô trên bếp, đóng gói, bảo quản. Tất cả đều phải theo đúng trình tự. Theo chị Mai, để có được sản phẩm bò ràng ngon, thì khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào là quan trọng nhất. Thịt bò phải đáp ứng được nhiều tiêu chí mà chỉ có những người làm nghề lâu năm mới am hiểu và nắm rõ. Yêu cầu thứ nhất trong lựa chọn thịt nguyên liệu làm bò ràng là thịt đùi và thăn tươi nguyên, đảm bảo vệ sinh, không bị dịch bệnh. Thứ hai, thịt bò ở đây phải là thịt bò đực 3 tuổi trở lên.
Nếu làm thịt bò mạ, tạc me con, sau khi làm ra thành phẩm sẽ hao hụt rất nhiều. Thứ ba, thịt bò nguyên liệu cho chất lượng tốt vẫn là giống bò địa phương, chăn nuôi thả rông, thịt săn chắc. Còn làm thịt bò nuôi theo hình thức công nghiệp, nuôi nhốt, có sử dụng các loại thức ăn tăng trọng, thì thịt sẽ nhão và ăn không ngon. Ngay sau khi có thịt bò, nguyên liệu tươi ưng ý, phải bắt tay vào sơ chế ngay. Nếu để lâu, sản phẩm sau này sẽ không ngon. Công đoạn này đòi hỏi sự kỳ công, tỉ mỉ của những người làm nghề. Những xúc thịt to được lược bỏ toàn bộ gân, mỡ để cho thịt bò nạc nguyên chất, đẹp mắt. Tỷ lệ loại bỏ trong quá trình sơ chế thường chiếm khoảng 10% trọng lượng thịt bò nguyên liệu. Đây là yêu cầu bắt buộc trong quy trình sản xuất bò ràng. Từ những xúc thịt to thuần nạc, thịt bò tiếp tục được cắt thành thỏi, độ hai ngón tay, dài khoảng 20-25 cm. Thao tác này phải là những người khéo léo và có kinh nghiệm thực hiện. Thịt bò phải cắt dọc thớ, nếu không sau này khi ràng trên bếp củi hoặc nướng ăn sẽ bị dập vụn, không xé được thành những sợi dài. Trước đây, đồng bào Thái khi làm bò ràng thường để nguyên thịt bò, không có sự sàng lọc, vương lẫn các thành phần khác của thịt nguyên liệu vào trong sản phẩm. Như vậy, ngay từ công đoạn sơ chế đã cho thấy cách làm bò ràng hàng hóa đã khác nhiều so với truyền thống. Sau khi sơ chế xong là công đoạn tẩm ướp gia vị. Theo chị Mai, nguyên liệu tạo mùi vị, màu sắc của bò ràng bao gồm tỏi, ngũ vị hương, ớt cay bột, đường, mì chính, muối. Trong đó quyết định đến độ ngon của sản phẩm chính là tỏi và ngũ vị hương. Ớt cay bột cũng phải là ớt của địa phương, có vị cay và the. Một số người làm có thể gia giảm thêm rượu và mật ong. Các thành phần gia vị cơ bản như nhau, nhưng cách gia giảm là tùy theo bí quyết từng chủ cơ sở sản xuất để tạo dựng thương hiệu riêng. Quy trình ướp nói chung là như nhau, nhưng vấn đề là bỏ liều lượng như thế nào và theo kinh nghiệm của từng chủ cơ sở. Nếu anh biết vận dụng thực tế từng gia vị kết hợp với nhau, cái nào nhiều hơn, cái nào ít hơn. Tất cả các hương vị này phải điều hòa với nhau, sự linh động trong ướp gia vị sẽ đưa lại kết quả tối ưu nhất cho mình. Thời gian ướp khoảng 50 phút đến 1 tiếng đồng hồ, nếu để lâu, thịt sẽ bị lũng nước. Sau khi tẩm ướp gia vị đủ thời gian, những thỏi thịt bò sẽ được xâu qua xiên, gác lên bếp để sấy khô. Củi dành cho bò ràng cũng phải tuân thủ theo yêu cầu bắt buộc. Phải để nguyên cả xúc to, lựa chọn những cây không có tinh dầu, nếu không sẽ làm mất mùi vị của bò ràng sau này. Trong quá trình ràng, không được đốt lửa ngọn, chỉ để lửa nhỏ và than, đảm bảo nhiệt lượng cần thiết đủ để sấy khô thịt bò. Bò ràng được xem là món ngon kỳ công. Mỗi con bò chỉ lấy bình quân từ 35 đến 40 kg thịt để làm bò ràng. Và để có 1 kg bò ràng, phải sử dụng 3 kg thịt bò tươi thuần nạc, theo tỷ lệ 1:3. Không kể các công đoạn khác, chỉ tính riêng thời gian sấy khô, mỗi mẻ bò ràng như vậy, bếp phải đỏ lửa liên tục 2-3 ngày. Khi được xem là thành phẩm đạt tiêu chuẩn trước lúc đưa ra thị trường, bò ràng phải đảm bảo các yêu cầu về mặt chất lượng, thẩm mỹ và an toàn vệ sinh thực phẩm. Về hình thức, thanh bò ràng trông như khúc rễ cây, nâu óng, sần sùi. Khi xé nhỏ, phải nguyên cả sợi dài theo thớ thịt, có đủ các vị cay nồng, mặn ngọt, thơm. Trên cảm quan thì thịt là họ lấy về là tươi, ngon. Thịt đảm bảo là gọi như là lấy về thì chế biến ngay. Và ướp gia vị bằng những gia vị như là tỏi, gừng, rồi là tiêu, muối. Chứ còn không có một cái phụ gia nào khác. Và trên thực tế thì khách thập phương đến đây mua thịt bò ràng rất là nhiều. Mà chưa có một cái một trường hợp bị ngộ độc nào do ăn thịt bò cả.
cho ăn thịt bò rang cả. Thì các cơ sở ở đây thì nói chung là tự phát, nhưng mà cũng làm đảm bảo với cái để đảm bảo vệ sinh là trên hết. Tiếng lành đồn xa, các cơ sở sản xuất làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Thời điểm này, bò rang bắt đầu trở thành mặt hàng ăn khách và đắt hàng. Mỗi kg bò rang như vậy bán ra thị trường, trừ mọi chi phí, người làm có thể lãi từ 50 đến 70 nghìn đồng. Từ một món ăn dân dã mang đậm hương vị của núi rừng và chỉ bó hẹp trong đời sống hàng ngày của đồng bào, giờ đây, món bò rang đã được nhiều người biết đến và được xem là đặc sản cao cấp với giá bán từ 800 đến 900 nghìn đồng một kg. Cũng là vì thứ đặc sản cao cấp nên mới được làm nhiều vào dịp Tết để làm quà biếu hoặc mời khách. Gia đình em làm bò rang là kế thừa từ cha mẹ. Mỗi năm như vậy, cơ sở của em làm khoảng trên 3 tấn thịt bò rang khô, chủ yếu tập trung vào dịp giáp Tết. Ngày thường vẫn làm nhưng ít hơn, chưa có năm nào là ế hàng. Làm bò rang cũng cho nguồn thu nhập khá. Hiện nay sản phẩm của gia đình và nhiều cơ sở khác ở thị trấn Mường Xén đã có mặt tại huyện Tương Dương, Con Cuông, Đô Lương, thành phố Vinh và ra cả thủ đô Hà Nội. Làm bò rang có thể được xem là một nghề mang tính thời vụ, không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế, các cơ sở làm bò rang còn tiêu thụ một số lượng khá lớn thịt bò nuôi ở trong dân dịp giáp Tết, góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi của vùng cao Kỳ Sơn. Hiện nay, vấn đề quan trọng nhất đang được quan tâm chính là phát triển và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Hiện nay trên thị trấn Mường Xén thì có là trên 10 cơ sở lớn nhỏ để làm bò rang bán và phục vụ cho là vừa là khách thập phương cũng như là du khách đến thăm Kỳ Sơn. Chính vì vậy thì sản phẩm bò rang là ngày càng nổi tiếng, được chính quyền địa phương quan tâm, ủng hộ đến tất cả về thương hiệu cũng như là về vấn đề an toàn thực phẩm, tạo hành lang pháp lý cho là người dân làm ăn để có tăng thu nhập. Từ món ăn truyền thống của đồng bào Thái, thịt rang đã có mặt và trở nên phổ biến trong bữa ăn của nhiều dân tộc anh em như Mông, Khơ Mú, Đan Lai. Ngày xuân lên Kỳ Sơn không chỉ được ngắm sắc đào của núi rừng miền biên viễn. Trong buổi đón tiếp khách quý từ dưới xuôi lên vùng cao, rượu ngô và món thịt bò rang ám khói là thứ sản phẩm không thể thiếu. Từ những nguyên phụ liệu sẵn có của núi rừng, món bò rang đã được đồng bào Thái ở Kỳ Sơn chế biến một cách sáng tạo, tinh tế và thăng hoa, trở thành một sản phẩm ngon nhất tiếng mang thương hiệu bò rang Kỳ Sơn. Bên mái nhà sàn, chén rượu ngô cùng thưởng thức món bò rang trong ngày giáp Tết sẽ là một ấn tượng khó quên.